Xin chào toàn thể anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của LVT Official. Và ngày hôm nay mình sẽ review cho anh em một cao thủ với niềm đam mê tự game võ lâm trường kỳ 1 rất là kinh khủng mà chúng ta phải đáng khâm phục anh em ạ. Một cao thủ thi vương băng thương đang đi tống kim anh em ạ. Cao thủ trên màn anh quý vị đang xem cao thủ Blender nha anh em. Đây, cao thủ ấy đang một mình đi tống kim anh em ạ. Thi vương băng thương. Và cao thủ này đã bị tử nạn trước quân địch rồi anh em ạ. Chúng ta có thấy là đáng khâm phục về tinh thần chơi game của cao thủ này. Mặc dù cao thủ thi vương băng thương không phải là một môn phái mạnh đi tống kim, nhưng với niềm đam mê tự game võ lâm trường kỳ 1 của mình thì cao thủ Blender đã cầm đi tống kim. Mặc dù bây giờ là gần 0 giờ đêm rồi anh em ạ, 0 giờ đêm rồi nhưng cao thủ này vẫn đam mê đi tống kim để cho trải nghiệm những trận tống kim hấp dẫn đối với môn phái thi vương băng thương mình anh em ạ. Hiện tại thì anh em đang được xem tại server công thành chiến.us, một server đồ xanh hoàng kim môn phái dành cho người đi làm ít có thời gian hoạt động. Đây là trận tống kim 23 giờ anh em ạ, rất là đông đúng không anh em. Đây, hiện tại là mỗi bên là 74 người anh em ạ, 74 account không ngủ để đi tống kim. Và ngày hôm nay mình sẽ review cái account này cho anh em xem. Một cao thủ mà có thể nói là rất là đam mê thì mình bằng thương. Một môn phái mà có thể nói chỉ có đi solo mà thôi. Ngày hôm nay cao thủ này đi tống kim anh em ạ, đi giải trí anh em, sau một ngày làm việc mệt nhọc. Cao thủ này sẽ mang full một bộ hoàng kim môn phái thi vương băng thương anh em ạ. Ta có thấy trên mạng anh cũng có thể thấy đây. Kế nghiệp bùng lôi toàn long thương, băng sát 118, sát thương 50 điểm, sát thương 83%, để chuyển ngữ long khán tất cả rất là đẹp. Nó nữ anh em ạ, cái cao thủ này đã chuyển giới sang nữ rồi. Thuộc lý 25, làm chậm 40, áo kế nghiệp hồi 60 luôn em ạ, khi vừa thương pháp cộng 2. Rồi cái đai lưng kế nghiệp là thể đang làm chậm, khi vương chứng ý. Rồi, đôi giày tốc độ chuyển 49, kỹ năng 13, ngựa phiên vũ. Sinh lực thể làm chậm, sinh lực rất là cao, kỹ năng cộng 1, kỹ năng cộng 1, cuối cùng là bao tay kỹ năng cộng 1. Đó, anh em nào đam mê thi vương băng thương anh em thấy cái set đồ này thế nào anh em? Nhìn cái kích thôi là đáng đồng tiền bát gạo anh em ạ. Bên cao thủ này đi đâu rồi? Cậu này trốn về phương trời nào anh em ạ? Cái kích đáng đồng tiền bát gạo đúng không anh em? Sẽ cho anh em xem cái trận tống kim 23 giờ rất là hấp dẫn này. Anh em nào muốn trải nghiệm tại server này thì anh em ít có thời gian hoạt động thì anh em chủ yếu BK thì anh em truy cập vào trang web là cungthanhchien.us để tải game hoặc tham gia nhóm Zalo góc màn hình nhé anh em. Anh em có đáng khâm phục về tinh thần của cao thủ thi vương băng thương này anh em. Nếu anh em thấy tinh thần đam mê của cao thủ thi vương băng thương này thì anh em hãy tặng cho mình một like và tặng cho cao thủ này một like nhé anh em. Rất là đam mê anh em ạ. Thật sự nếu mà ai chơi thi vương băng thương là đều biết là chủ yếu đi solo, đi tống kim rất là khó anh em ạ. Tại vì vừa là tay ngắn vừa đánh một không được đánh nhiều đối nhiều ác, không đánh phạm vi rộng chỉ đánh có một ác thôi nên là rất là khó chơi đi tống kim anh em ạ. Đi bắt lẻ cũng không được, rất là khó. Nói chung là khó muôn điều khó. Ngày hôm nay chúng ta bắt gặp được cao thủ này ở trong trận tống kim 23 giờ thì mình cũng lên làm video cho anh em xem luôn. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều nè. Hẹn gặp anh em ở trong những video tiếp theo nha. Hẹn gặp anh em ở những video review những account VIP tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại anh em nha. Bye bye anh em nha.